Minh Đường Tử Vi xin mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày mùng 5 tháng 8 năm 2023 và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 7 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Canh Dần, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Và ngày hôm nay là ngày hắc đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành niên mệnh, tùng bách mộc, ngày canh dần, tức can khắc chi, nghĩa là kim khắc với mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, tùng bách mộc, kỵ tuổi, giáp thân, mậu thân, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, canh ngọ, mậu thân, bính thìn, thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày dần, lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất, thành hỏa cục, xung với thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt sầu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi nhâm thân, mậu thân, giáp tý, giáp ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi canh dần, giáp dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý, tốt mọi việc, sao thánh tâm, tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao giải thần, đại cát, tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu, sao dịch mã, tốt mọi việc, nhất là xuất hành, sao thiên thủy, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao nguyệt phá, xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao trùng tang, kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao nguyệt hình, xấu mọi việc, sao không phòng, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày mùng 5 tháng 8 năm 2023. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày mùng 5 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh và đây là các thần mang tới cho bạn có được nhiều tin vui về tài lộc trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Tý làm việc chăm chỉ cho nên bù lại được hưởng nguồn thu nhập vững vàng, gánh nặng về tài chính hầu như không còn là nỗi lo với bạn nữa. Và bạn đã vất vả nhiều trong khoảng thời gian vừa qua rồi, ngày hôm nay là lúc bạn nhận được những gì xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Và trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có thủy sinh xuất chua mộc. Điều này lại khiến cho quan hệ tình cảm của bạn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đôi bên dễ dàng bị chia rẽ vì những lời hiềm khích, tình cảm gây dựng thì khó, nhưng phá bỏ lại quá dễ dàng. Bạn tuổi Tý cần phải lưu ý cái điều này. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, cũng gặp phải khó khăn trong việc tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Nếu như bạn vẫn cứ đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn theo suy nghĩ và tưởng tượng của mình, bạn hãy để cho trái tim mình lên tiếng để cho cảm xúc được thoải mái thay vì áp đặt lý trí bạn tuổi Tý nhé. Vài câu quý cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim đón nhiều tin vui về tài lộc nhờ có được nguồn thu nhập vững vàng. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy làm việc chăm chỉ cho nên đã xóa bỏ gánh nặng về tài chính. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa nhận được những gì xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, mối quan hệ tình cảm tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, đối với những người đang còn
còn độc thân, gặp khó khăn trong việc tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Vậy đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 78, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ 6 ngày mùng 5 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của kiếp tài chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn tuổi Sửu rất dễ vướng phải những rắc rối không đáng có. Với những kẻ xấu xa có thể sẽ cố kéo bạn vào những vụ tranh quyền đoạt lợi ở chốn công sở, và tốt nhất là với bạn tuổi Sửu cần phải xác định lập trường của mình thật vững vàng, bỏ ngoài tai những lời lôi kéo ngoạt bùi nhé. Và trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Sửu, con đường tài lộc của bạn cũng đang có điềm báo gặp nhiều biến cố khá mạnh khi tài khí bị giảm sút. Với bạn tuổi Sửu cần phải bình tĩnh để không đưa ra những quyết định sai lầm, mất mát về tiền của chỉ trong chớp mắt, cứ dính dáng đến tiền bạc là cận tắc vô ái náy. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Sửu, mối quan hệ tình cảm của bạn mệnh cũng không được suôn sẻ như ý muốn. Khi bạn đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này khiến cho vấn đề phát sinh do đôi bên chưa thực sự hiểu và thông cảm cho nhau. Cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn, đừng có làm cho nó trở nên phức tạp hơn nữa. Với bạn tuổi Sửu, nếu không phải là chuyện gì nghiêm trọng thì hãy bỏ qua cho nhau bạn tuổi Sửu nhé. Về câu quý cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim dễ vướng phải những rắc rối không đáng có. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy có thể sẽ bị kéo vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi ở chốn công sở. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa cần phải xác định lập trường của mình sao cho thật vững vàng. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ tài lộc biến động khá mạnh khi tài khí bị giảm sút. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc có nhiều vấn đề phát sinh do đôi bên chưa thực sự thấu hiểu cho nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 94, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần thứ 6 ngày mùng 5 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo, có nguy cơ động đọ với những kẻ tiểu nhân là khá lớn. Nói mà không suy nghĩ kỹ, với bạn tuổi Dần vô tình đắc tội với người khác khiến cho vận trình sự nghiệp của bạn bấp bênh vô cùng, có nhiều vấn đề tiềm ẩn, có nguy cơ lớn hơn bạn tưởng tượng rất nhiều nữa nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Dần, tâm tính của bạn rất dễ bị kích động, ngang ngược, cho nên động đến việc gì cũng sẽ mắc phải những sai sót và hỏng chuyện. Vì thế với bạn tuổi Dần, bạn không nên có những quyết định quan trọng trong ngày hôm nay, và nếu có thể hãy đợi sang một ngày khác có điều kiện thuận lợi hơn hãng tiến hành, nhất là những quyết định quan trọng liên quan tới vấn đề tài chính, đầu tư càng không nên mạo hiểm. Và ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dần, bạn cũng đang gặp ngày có mộc khí vượng. Điều này cũng sẽ gây ra một số vấn đề bất ổn cho sức khỏe của bạn. Vì vậy với bạn tuổi Dần, bạn rất dễ cảm thấy cơ thể mệt mỏi, có khả năng phát hiện ra bệnh gan. Bạn cũng nên lưu ý chăm sóc cho bản thân mình được tốt hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy có nguy cơ động đọ tiểu nhân là khá lớn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa vô tình đắc tội với người khác do nói mà không suy nghĩ trước. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ tâm tính dễ bị kích động, cho nên làm việc gì cũng dễ mắc phải sai sót. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc không nên đưa ra những quyết định quan trọng trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim nên lưu ý chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình được tốt hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 42, số 67, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất.
Tử vi tuổi Mão thứ sáu ngày mùng 5 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy vận trình của bạn đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ, cho nên công việc của bạn đang tiến triển rất là tốt. Bản mệnh dù gặp phải không ít khó khăn nhưng vẫn cố gắng hết mức có thể để xoay chuyển tình thế từ tốt sang xấu, có trách nhiệm với công việc mà mình được giao. Với bạn đang đi đúng hướng, đúng đường, nhờ thế mà con đường sự nghiệp của bạn ngày càng được vững vàng, có được sự thăng hoa và được cấp trên ưu ái. Có thể nói trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão, ngày này là ngày rất may mắn với bạn. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên khiêm tốn, khiêm nhường, ham học hỏi mới có thể học thêm được những điều hay ho và càng có được cơ hội gặp được quý nhân tiếp sức cho con đường thăng tiến của bạn được nhanh hơn. Và trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp ngày có mậu khí vượng. Điều này làm cho sức khỏe của bạn có thể vì thế mà chịu nhiều ảnh hưởng. Bạn tập trung hết sức vào công việc của mình, cho nên việc ăn uống bị thất thường, không sinh hoạt điều độ, có thể vì thế mà mắc phải các bệnh về tiêu hóa như là đau dạ dày, đau đại tràng nữa. Về cầu quý cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, công việc tiến triển được tốt đẹp, khó khăn không lùi bước. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, có trách nhiệm với công việc được giao phó. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, con đường sự nghiệp ngày càng được thăng hoa, được cấp trên ưu ái. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, nên khiêm tốn, khiêm nhường và ham học hỏi. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, nên ăn uống, sinh hoạt điều độ để đảm bảo cho sức khỏe của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 18, số 96, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ sáu ngày mùng 5 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn tuổi Thìn có được sự linh hoạt và quyết đoán hơn trong công việc. Có những lúc sự cứng nhắc sẽ khiến cho bạn mất đi cơ hội thể hiện tốt năng lực của bản thân mình và thuyết phục cấp trên về khả năng thăng tiến. Nhưng ngày hôm nay bạn đã khắc phục được yếu điểm này một cách ngoại mục nữa. Với bạn tuổi Thìn, bản tính của bạn trong ngày hôm nay có được sự tự tin, nhanh nhẹn và tháo vát, lại thích nghi nhanh, cho nên chỉ cần điều chỉnh một chút cho bản thân, mọi khó khăn đều có thể vượt qua và giải quyết một cách dễ dàng. Bạn hãy luôn tự tin vào năng lực của bản thân mình hơn nữa bạn tuổi Thìn nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Điều này sẽ gây ra những bất đồng trong mối quan hệ tình cảm giữa hai vợ chồng. Vợ chồng dễ xảy ra sự tranh chấp, tranh cãi về những vấn đề nhỏ nhặt của cuộc sống, cơm áo gạo tiền. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Thìn là dù bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, bản mệnh cũng cần phải giữ thái độ bình tĩnh cho mình, tránh nói lời tổn thương cho người mình yêu thương. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa có được sự linh hoạt và quyết đoán hơn trong công việc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ khắc phục được điểm yếu thường ngày để thể hiện được năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc biết cách điều chỉnh bản thân, giải quyết được những vấn đề khó khăn, hóc búa. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim hãy luôn tự tin vào năng lực của bản thân mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy các mối quan hệ tình cảm có nhiều bất đồng, dễ có sự rạn nứt. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 53, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày mùng 5 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi. Điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay rất có thể sẽ gặp phải những rắc rối trong công việc vì tính khí thất thường. Và ngày này với bạn tuổi Tỵ, bạn bỗng trở nên thiếu đi sự kiên nhẫn và điềm tĩnh hơn thường ngày.
Và ngày này với bạn tuổi Tỵ, với bạn có thể nổi nóng với đồng nghiệp chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, khó khăn và khắt khe với những người cùng hợp tác với mình, ảnh hưởng nhiều tới tiến độ công việc chung. Có những điều vốn có thể du di đi được nhưng với bạn tuổi Tỵ lại quá xét nét, khiến cho đối phương hậm hực và có thể là đôi bên khó có thể tiếp tục hợp tác chung với nhau được nữa. Và ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ, bạn đang bị tác động bởi các hung thần, làm cho cái chuyện tình cảm của bạn đang có những chuyển biến xấu. Và thay vì cùng nhau hướng về tương lai với những dự định sáng lạn, tươi đẹp, hai bạn lại để cho những mâu thuẫn chen chân vào mối quan hệ tình cảm của mình. Điều này vô tình làm cho ngọn lửa tình cảm giữa bạn và đối phương ngày càng lụi dần đi. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa có thể sẽ gặp phải những rắc rối trong công việc vì tính khí thất thường. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ trở nên thiếu đi sự kiên nhẫn và điềm đạm hơn thường ngày. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc có thể nổi nóng với đồng nghiệp chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim quá xét nét khiến cho tiến độ công việc bị ảnh hưởng. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, các chuyện tình cảm của bạn đang có những chuyển biến xấu. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 92, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ sáu ngày mùng 5 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điểm báo có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ ngũ hành tam hợp dần Ngọ Tuất trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Ngọ có được sự nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Bạn mệnh tuổi Ngọ bắt tay vào công việc được giao ngay mà không chần chừ, do dự chút nào. Nhờ vậy mà bạn tiết kiệm được kha khá thời gian để hoàn thành sớm nhiệm vụ cũng như là giúp đỡ những người xung quanh. Và ngày này với bạn tuổi Ngọ, bạn có khả năng cao sẽ ký kết được những hợp đồng mà bạn đã theo đuổi bấy lâu nay. Thành công trong ngày hôm nay của bạn có được là nhờ vào thói quen sắp xếp công việc theo một kế hoạch cụ thể của bạn. Nhờ đó mà bạn luôn tập trung vào những việc nên làm ngay trước mắt với hiệu suất rất cao nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Điều này cũng sẽ mang đến cho bạn có được những niềm vui, hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Nếu ai đang yêu sẽ có được một ngày trọn vẹn cùng người thương, thậm chí là trong ngày hôm nay cũng là ngày thuận lợi để đáp để bản tính thế chuyện ra mắt hai bên gia đình. Người đang còn độc thân chẳng còn sốt ruột trong việc tìm kiếm một nửa yêu thương mà để cho mọi chuyện tùy duyên nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy tiết kiệm thời gian để hoàn thành sớm nhiệm vụ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa có khả năng cao sẽ ký kết được những hợp đồng mà bạn đã theo đuổi bấy lâu nay. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ luôn tập trung vào những việc nên làm ngay trước mắt. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc đón nhiều niềm vui, hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 96, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tuất, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi thứ sáu ngày mùng 5 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ sáu này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều này cảnh báo cho bạn tuổi Mùi đang có nguy cơ mất tiền hao của trong ngày hôm nay. Và có thể là vì với bạn tuổi Mùi quá tin người mà bạn đang để cho ví tiền của mình trong túi bốc hơi một cách đáng tiếc. Rõ ràng là việc có thể tránh được nhưng với bạn lại bỏ qua những chi tiết đáng ngờ, mù quáng, dốc tiền đầu tư khi nghe những lời dụ dỗ bùi tai từ đối phương nữa. Chẳng những vậy, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này cũng làm cho bạn đang có điểm báo đào hoa xấu sẽ gây sức ép lên chuyện tình cảm của bạn. Vận trình tình duyên ám đạm, bạn mệnh không có được những điều mình mong muốn cho nên cảm thấy vô cùng chán nản và thất vọng cho bản thân mình nữa.
Còn đối với các cặp đôi khó giữ được sự nồng nàn, say đắm như thuở ban đầu mà dần dần cảm thấy nhàm chán, muốn tìm những cảm giác tươi mới ở bên ngoài. Và nếu như bản thân hai bạn không làm tươi mới cuộc tình của chính mình thì rất có thể đây chính là cơ hội để cho kẻ thứ ba chen chân vào, phá hoại hạnh phúc mà mình đang có nữa. Vậy câu quýt cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim có nguy cơ mất tiền hao của do tin người quá đáng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy chớ có bỏ qua những chi tiết đáng ngờ khi tiến hành đầu tư. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa có thể sẽ phải trả giá đắt khi mù quáng nghe theo lời dụ dỗ bùi tai. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ đào hoa xấu đang gây sức ép lên chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc các cặp đôi khó giữ được sự nồng nàn say đắm như thuở ban đầu. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 62, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ 6 ngày mùng 5 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi. Điều này làm cho bạn tuổi Thân trải qua một ngày vô cùng là ảm đạm. Bản thân bạn đang cảm thấy khá mệt mỏi khi các chuyện tình cảm của bạn rơi vào bế tắc. Bạn mệnh và nửa kia cứ gặp nhau là cãi nhau, tranh luận vì những điều chẳng đáng kể. Tính cách mọi người đều khác biệt, không ai nhường ai, chắc chắn mâu thuẫn sẽ xảy ra mà thôi. Bù lại, về con đường tài lộc của bạn tuổi Thân trong ngày hôm nay lại khá chi là sáng khi bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Các khoản thu nhập của bạn dù không quá lớn nhưng cũng giúp cho bạn có được nguồn động viên không nhỏ ngày hôm nay. Dù bạn đầu tư lớn hay là làm ăn nhiều vốn, cần phải tính toán kỹ lưỡng, tránh xảy ra những sai sót, nhất là khi hợp tác với người khác bạn tuổi Thân nhé. Xem tử vi cũng cho thấy, trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới người mẹ và thai nhi. Ngày này, nếu như bạn tuổi Thân có ý định xuất hành đi xa thì nên đi về hướng hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần, hướng Tây Nam. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp cho công việc của bạn gặp nhiều phần thuận lợi. Vậy câu quýt cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, mệt mỏi khi cái chuyện tình cảm của mình rơi vào bế tắc. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, đôi lứa thường xuyên tranh luận vì những điều chẳng đáng kể. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, không có được sự nhường nhịn thì chắc chắn mâu thuẫn sẽ xảy ra. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, các khoản thu nhập là nguồn động viên không hề nhỏ dành cho bạn. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, đầu tư lớn, làm ăn nhiều vốn cần phải tính toán cho thật kỹ lưỡng. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 25, số 77, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ 6 ngày mùng 5 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan nhập cục. Điều này làm cho mối quan hệ xã giao của bạn diễn ra rất bất ổn. Hung thần này chiếu mệnh chủ về thị phi, gièm pha, kiện tụng. Và nếu như bạn tuổi Dậu không đủ được sự tỉnh táo để ứng phó với những tình huống xảy ra bất ngờ thì bạn khó tránh khỏi tình trạng thiệt thân. Bạn tuổi Dậu nên bình tĩnh để phân tích tình hình và đưa ra những giải pháp phù hợp, lấy bất biến ứng vạn biến, làm tốt công việc, giữ uy tín cho bản thân mình nữa nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc, điều này cũng làm cho bạn đang có điểm báo, rất có thể sẽ có sự hiểu lầm khiến cho cuộc tình của bạn mệnh đứng trước nguy cơ bị tan vỡ. Và nếu như bạn không kịp thời tháo gỡ và chứng minh rõ tình cảm của mình thì hố sâu ngăn cách giữa hai người sẽ ngày càng lớn và khó có thể hàn gắn được.
Ngày này, đối với những người đang còn độc thân, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi với những lời thúi giục từ phía gia đình, họ hàng. Nhưng thực sự, bạn này cũng chưa tìm được người phù hợp, cũng không muốn phải tạm bợ yêu một ai đó không hợp với mình, rồi cuối cùng chẳng đi đến đâu. Về câu quý cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, các mối quan hệ xã giao diễn ra bất ổn. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa có điềm báo, thị phi, gièm pha và kiện tụng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ dễ bị thiệt thân nếu như không đủ tỉnh táo để ứng phó. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc nên làm tốt công việc và giữ uy tín cho bản thân. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, tình cảm đứng trước nguy cơ bị tan vỡ. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 12, số 84, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ 6 ngày mùng 5 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ Tuất trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay khá là tươi sáng khi các chuyện tình duyên của bạn nở rộ, đào hoa vượng sắc. Ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, có thể sẽ tìm được người chung đôi với mình trên quãng đường về sau này một cách rất tình cờ, tình yêu đến bất ngờ nhưng vẫn mang đủ cung bậc về cảm xúc tới cho bạn. Còn đối với các cặp đôi trong ngày này, sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên nhau, nhất là đối với các cặp vợ chồng đã lâu năm, có thời gian để hâm nóng tình cảm. Các cặp đôi mới yêu, dù có thể sẽ phải yêu xa, nhưng càng thêm nhung nhớ nhau hơn, tình yêu càng ngày càng thêm nhiều, thăng hoa rực rỡ nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này cho thấy với những suy nghĩ cố chấp, cố hữu của bạn có thể sẽ khiến cho bạn gặp phải những rắc rối trong công việc. Đáng lẽ là với bạn tuổi Tuất phải linh hoạt hơn trong xử lý các tình huống thì với bạn lại bắt mọi người phải làm theo đúng quy trình, quy tắc để cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Về câu quý cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, tình duyên nở rộ, đào hoa vượng sắc. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, đối với những người đang còn độc thân, có thể sẽ tìm được người chung đôi, chung hướng. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, các cặp đôi có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, với những suy nghĩ cố chấp, cố hữu, có thể sẽ khiến cho bạn gặp phải những rắc rối. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy nên linh hoạt xử lý các tình huống bất ngờ. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 12, số 58, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi thứ 6 ngày mùng 5 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ 6 này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Hợi có vận quý nhân đồng hành, cho nên có được nhiều tin vui về tài lộc. Ngày này với bạn tuổi Hợi, bạn có thể sẽ tìm về những cơ hội hợp tác làm ăn hết sức thuận lợi. Bạn mệnh may mắn gặp được đối tác phù hợp, bổ sung khuyết điểm cho nhau, cùng nhau phát triển nữa. Với bạn tuổi Hợi, có thể đôi lúc với bạn có phần thiếu đi sự quyết đoán khi đứng trước những quyết định quan trọng. Chính vì thế, việc lựa chọn người hợp tác với mình là vô cùng quan trọng. Cả hai sẽ hỗ trợ cho nhau kịp thời và đem lại lợi nhuận chung cho cả hai bên. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Điều này còn mang tới con đường tình duyên của bạn mệnh có được sự thắm sắc. Với bạn gặp được thuận lợi trên con đường tìm kiếm một nửa cho mình, dễ dàng có được người yêu mến, bạn mệnh không quá tin vào duyên phận nhưng trong ngày hôm nay cũng phải ngỡ ngàng khi mới chỉ gặp lần đầu đã mang lại cho nhau nhiều cảm xúc nồng nàn, cháy bỏng đến như vậy.
Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa có được quý nhân đồng hành cho nên có nhiều tin vui về tài lộc. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ có thể sẽ tìm về những cơ hội hợp tác làm ăn thuận lợi. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc gặp được đối tác phù hợp, bổ sung khuyết điểm cho nhau. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim có đường tình duyên thắm sắc, dễ dàng được yêu mến. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy duyên phận mở ra những cuộc gặp gỡ hết sức là tình cờ. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 26, số 97, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Mão, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.